Ngon của mình tôi đi tủ. Cả trang đấy nhà mày chết đi tủ. Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã có lời lẽ không chuẩn mực với người dân vào ngày 6 tháng 9 năm 2023. Chiều 17 tháng 10, trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết, ông Nguyễn Tiến Dũng đã thừa nhận có lời nói thiếu chuẩn mực với chị Nguyễn Thị Thương, 32 tuổi, ngụ thôn 7, xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình và người thân trong gia đình chị. Ông Nguyễn Cao Sơn cũng cho biết, trước sự việc này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu ông Dũng đến xin lỗi chị Thương và gia đình chị vì đã xưng mày tao và có nhiều câu nói thiếu chuẩn mực khác. Không phải là chuyện kết hay không, đây đừng nói chú, đừng nói là chuyện nhà tạm ao. Rồi ok, nếu mà bảo là kết này là ok nhá, hôm nay là cuộc quả đi, thích gì lấy tiền. Trước đó, như báo Thanh Niên đã phản ánh, ngày 6 tháng 9, ông Nguyễn Tiến Dũng dẫn đầu đoàn công tác đến nhà chị Nguyễn Thị Thương kiểm tra hiện trạng nhà bị rạn nứt do ảnh hưởng bởi quá trình nổ mìn khai thác đá của một mỏ đá trên địa bàn xã Phú Sơn. Khi ra khu vực trước cổng nhà, ông Dũng liên tục xưng mày tao với gia đình chị Thương và có lời lẽ không chuẩn mực với gia đình chị. Đáng chú ý, ông Dũng phát ngôn những câu thiếu chuẩn mực, xưng mày tao với người dân khi xung quanh ông có nhiều cán bộ của địa phương và ngành liên quan đang cùng tham gia đoàn xác minh hiện trạng nhà chị Thương.